Bữa nay gia đồng chia sẻ thuốc cho bà con mình nè. Đây là lúa vụ 3 OM18. Thì vụ này OM18 thì cái năng suất nó cũng, nếu bà con làm cái năng suất nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó không có được trúng hơn vụ đông xuân với hè thu. Vụ 3 thấy năng suất nó kỳ quá, thấy cái lúa nó chỗ lên cũng thấy bông không được đạt. Lơ quao. Đó, thằng đại thơm còn thắt nữa. Đại thơm mà xài vụ này còn thắt nữa. Nói chung OM thì ba vụ nào cũng ok. Ở đây anh xịt sáng sớm á, bà con xịt nhiều khi cái liều lượng thuốc ha, thường cái lá nó còn ướt nè, cái lá lúa nó còn ướt á, cái lá lúa nó còn ướt này nè, nó còn sương không à, thì bà con xịt cái liều lượng thuốc vô đây, cái nó gặp nước rồi nữa nó hơi loãng, nắng tia rằng nó khô nó rút, nhưng mà nó không có đảm bảo bằng mà khi mà cái lá cái lúa nó khô luôn, mình xịt cái hơi thuốc nó vô là cũng như cái công nghệ nano luôn vậy đó, nó thấm vô là thuốc nó hấp dẫn, nó lưu dẫn, nó hấp thu tốt hơn. Nó sáng nhiều khi nước không thì nào bà con xịt nó hơi loãng thuốc thiếu, có khi là thuốc nó trúng cái mấy cái hộp xương rồi này rồi nó rớt xuống luôn. Bởi vậy bây giờ bà con thấy một số bà con ta thà phun máy bay đó, nhưng mà nó hiệu quả đó, thì vậy thì một số bà con ở cánh đồng nhiều 30-40 công người ta không có mướn, thứ nhất mất thời gian, thứ hai là nhiều khi mưa gió nữa, ta phun máy bay vừa ok luôn, vừa ok mà vừa hiệu quả. Hiện tại mình thấy ít nước nhưng mà thuốc nằm đặt xuống nó lưu dẫn rất là ok nha. Thế bà con xịt máy bay người ta nói rất là ok luôn, tôi xịt hoài hoài đó. Để chút mình lên chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Lúa này nó bữa nay 65 ngày. Ở đây là lúa nó thưa thì nó 65 ngày nó mới có chuẩn bị công trái me bà con ơi. Chùm lúa cũng xanh, vụ này thấy trái lá rồi không biết sao. Bà con xài trước không biết sao, hoặc là bà con xài sao không biết sao, chứ ở dưới là 75 ngày là thấy nguyên cánh đồng dằn hực hết trơn rồi đó. Đối với cái lúa OM18 hoặc đại thơm á, mà đối với gước hạt á, thì đối nhất là cái thằng OM18 này nè, mà bà con mình mà hô gước phân mà nó vừa công chấm e hoặc nó vừa chỗ đều lên, mà con gước nó càng xanh nó càng hao cháy vậy thôi. Còn nếu bà con muốn mà nó vừa đạt năng suất mà nó vừa giữ cái màu lá, nó hạn chế cháy lá, thì bà con nên gước cái giai đoạn 80-85 ngày, khi mà nó vô nửa bông, nó chín nửa bông đó, nói chung là từ chín chưa được nửa bông hoặc nửa bông đó, 80-85 ngày đó ha, chín chưa được nửa bông đó là cái lá nó xuống vàng chanh đó, mà con gước đi, tuy nó không xanh nó vàng chanh nhưng mà nó giữ màu vàng chanh, nó tới chín luôn, có khi tới chín nó vẫn cháy nhưng mà cái năng suất nó rất là đạt luôn. Nhưng mà bà con gước phân lạnh không nha, đừng có gước phân gì nữa trơn á, phân lạnh thôi. Giờ phân mắt thì một công điền 5 kg vậy thôi là năng suất nó ok, mình bỏ một cử phân bóng lá đi. Cái OM18 thì bà con càng xịt nó càng cháy, nó bảo đảm luôn, phân bóng lá ha. Nói chung là xịt phân bóng lá, không biết lỗi phân bóng lá gì, xịt càng xịt phân bóng lá là càng cháy à. Còn thuốc sơn không dám xịt phân bóng lá luôn bà con ơi. Thuốc sơn làm mà xịt tàn kích thích sinh trưởng không à, tại vì nó chịu kích thích sinh trưởng, kích sinh trưởng nó cháy lá, nó cũng cháy nhưng mà nó đỡ hơn ta, người ta cháy 10 phần, này cháy có 2-3 phần gì đó. Thì chia sẻ cho bà con ha, bà con nào có làm thử làm, nhất là cái gước hạt á, thì chia sẻ cho bà con đó, cái hiệu quả nhất là 80-85 ngày, hoặc là bà con ca nó chín nửa bông, chưa được nửa bông nó vừa nó cong trái me nó chín đầu đuôi đó, kêu chín nửa bông đó, là từ 80-85 ngày đó, tùy vụ bà con ca, có vụ chỗ trễ thì có khi 85 ngày bà con gước, còn cứ như mấy vụ hè thu với vụ đông xuân với thu đông này thì bà con gước cái giai đoạn 80 ngày, còn hè thu nó chỗ trễ bé mấy ngày thì 85 ngày bà con nâng lên nhé ha. Giờ này vô chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Thằng bio á. Mười mấy ngàn thằng là cái Sô Tô cũng mười mấy ngàn. Tôi 11-12 ngàn quá. Anh mấy tôi tốt đó, anh xịt cỡ nhiêu? 30 không hay là 40? Này có 25 à. Nhẹ với ta. 25cc à. 25cc, 25 lít tôi thấy nhẹ đó. 8 bình. Vậy 1 bình. 8 bình à. 8 bình là 1 bình 30, 18 bình còn bình. 25cc à. 30 á. 30cc là 8 bình là đó 250, còn nếu mà anh nói 25 là tới 10 bình lận. 30 thì nó thiếu. Này đâu có đủ 30 đâu. Nó đâu đủ 240cc đâu. Tại anh để em đó chứ không đủ. Xịt đi đi thì mày pha 30cc thiếu liền. Có cái cống nhỏ. Có nhỏ đâu, pha 30 là thiếu đó. Ừ, bình đúng rồi. Cống là im luôn. Đúng rồi, em bình cống dưới nó vừa ngỡ phải không? Ừ. Ngỡ ra. Cử trước cũng xịt amit tốt, vậy là xịt thuốc khác anh trước cặp
Trước ngày ấy. Thuốc 91. Cống nó 25 đó. Nó đầy qua chục. Nó 25 thì. Ừ. Thì cống này khác cống em, cống em như cống thằng Phú An á, cống nhỏ tròn còn cống này bẹt ừ. Tràn là 30. Giờ quốc bình cống cống là đậu như bình là như cống lắm đó. Mỗi pha con mẹ cho mệt. Thì đây anh xịt thằng Amitotop rồi con. Thì Amitotop này cũng xin người ta, Amitotop này thì nó thịt phần nè, thành phần phụ da dụng môi. Thì đối với Amitotop này thì nó chỉ lem lem hạt với dằn lá chín sớm, khô dằn luôn ba cái, đồ ôm lá, đồ ôm cổ bông rồi khô dằn và dằn lá chín sớm. Đối với Amitotop này chai chắc cũng 200 mấy 300 ngàn á, nó 250 ml. Thì đối với này thì con xịt này không có thì xịt từ 30 cc, 30-35 đến từ 30 đến 40 cc đó, cho bình 25 lít thì nó mới ok nha. Cái này anh xịt bình 25 lít mà thấy con cống cống 25 cc quá, 25 cũng 30 đó thì cũng chậm chậm đó, nhưng mà con xịt tốt nhất là từ 30 trở lên nha. Tắt chiếc. Đây là đối với thằng Amitotop. Xịt này khỏi khoa nhiều thứ đó, nó tiện cái một thì cửa này công chế mẹ chuẩn bị công cũng kèm thêm bằng của con Tân Thành nè, La Casuto 4 HP. Thì này là thuốc là tăng trưởng sinh học này bà con, như tăng trưởng sinh học đó. Thì cái cử mà nó công nó chuẩn bị công chế mẹ này hoặc là công chế mẹ thì con xịt thì đối với La Casuto này á mà con xịt đó, thì cái cử này thì nó chưa có ảnh hưởng gì, nó chưa cháy lá ngang, nhưng mà cái cử cuối á, cái cử mà có 80 ngày lên đó mà con xịt vô đi, sau là xịt vô không biết nó vô hạt được nhiêu mà thấy nó cháy lá nha. Này nè, sơn xịt rồi cái cử cuối á, cử cuối mà ví dụ mà nó chín nửa bông đó bà con, nó đỏ đuôi đó, rồi con xịt vô thấy nó mau xuống màu lắm nó. Thằng này nè, đơn xịt lần nè, lần xịt có mấy xịt được mấy lần nè, giờ không xịt luôn, nghỉ xịt luôn, chuyển qua xịt Atonis chơi. Atonis xịt thấy vậy chứ nó cũng ok lắm ạ. Vô hạt không thua gì mấy này đâu, nhưng mà nó rẻ tiền nữa. Này mình gói 18 gram, gói này chắc cũng 10 mấy ngàn đó bà con, không dưới đâu, 15-16 ngàn trở lên á. Đây nó hướng dẫn là lúa nè, giai đoạn chín sữa công chế me nè, nó không thì nó kêu xịt là đúng cái giai đoạn đó, là nó biết nè, không giai đoạn chín sữa công chế me sau khi lúa chỗ hoàn toàn trên ruộng đó, là giai đoạn này bà con xịt không cháy nè. Mà trở về sau mà giai đoạn mà nó đỏ đuôi rồi đó, bà con xịt là nó cháy chớp lá chứ. Con xịt trồng lói là từ từ nó vàng lá luôn đó. Thì trong đây nó có để đàng hoàng nữa ha, thì mình xịt mình để ý mình biết đó. Đây là như Casuto là hai loại. Cái tiếp là anh kèm thêm thằng Bio. Bio này là kiểu vi khuẩn rồi con. Bio này cũng của Thân Thành luôn. Bio này cũng một mười mấy ngàn bình á. Bio Michin nè, 40.50 kp, thành phần là phụ da. Nó thực sự vi khuẩn trái bì lá lép vàng đó. Thì một số vụ này là thấy một số bà con nói thằng thằng Đại Thơm 8 á, Đại Thơm 8 sao mà nó lép vàng quá, lép vàng hiện Đại Thơm 8 cái vụ này hình như nó không hợp bà con. Đại Thơm 8 chỉ có vụ đông xuân à, nó được có vụ đông xuân à, còn hè thu với thu đông thấy là năng suất nó cũng năm ăn năm thua đó, tùy theo cách mà con làm. Và cái thời tiết nó mưa nhiều là thua thằng OE 18 nhiều lắm. Đại Thơm 8 làm như nó chỉ không chỉ mưa, còn OE 18 thì vụ nào cũng lụm hết, cũng chịu hết. Đây là video đang xịt ba loại ha, chia sẻ cho bà con nha. Rồi.